Vậy nếu trường hợp mà mình muốn đậm vị trà hơn nữa thì sao? Là bởi vì bây giờ có một cái chuyện quan trọng là béo mình có thể thêm, ngọt mình có thể thêm, nhưng mà riêng cái độ đắng chát mình sẽ không thêm, nhưng mình sẽ có phương pháp khác. Bởi vì khi mà mình thêm cái độ chát của trà lên á thì mình phải cân chỉnh lại cái đường bột béo, sữa đặc, vậy thì đổi công thức rồi còn gì nữa. Cho nên á là nếu mà khách nào cần đắng chát hơn thì mình sẽ giới thiệu khách là dùng trà sữa trà xanh hoặc là sữa ô long, chứ không phải là mình phá đi cái vị chuẩn của trà sữa truyền thống bằng cách thêm trà. Bởi vì á, với những cái người mà sành uống trà sữa thì khi nhắc đến trà sữa truyền thống á, thì người ta hiểu là cái vị trà nó nhẹ nhàng cỡ này thôi. Còn nếu mà muốn đậm hơn thì phải uống trà sữa trà xanh hoặc là uống trà sữa ô long, chứ không phải mình muốn đậm hơn mà mình lại làm cho cái này đậm quá thì nó không đúng với cái chuẩn vị của cái món này.